Xin chào các bạn, học văn chị Hiên rất vui khi được đồng hành cùng các bạn học sinh lớp 5 trong chương trình môn tiếng Việt. Ngày hôm nay, chị sẽ cùng với các em đi tìm hiểu một bài tập đọc trong chủ điểm Việt Nam Tổ quốc em nhé. Bài đọc của chúng ta mang tên Sắc màu em yêu. Trong bài học này, chúng mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu theo 4 phần sau đây nhé. Phần 1 là yêu cầu về giọng đọc. Phần 2, luyện đọc. Phần 3, trả lời câu hỏi. Và cuối cùng là phần 4, củng cố và dặn dò. Đầu tiên là phần 1, yêu cầu về giọng đọc. Đối với bài tập đọc này, các em chú ý hãy đọc thật trôi chảy bài thơ, ngắt nghỉ đúng hơi, đúng nhịp thơ. Thứ hai, cần phải đọc diễn cảm toàn bài thơ với một giọng điệu nhẹ nhàng và tha thiết. Các em nhớ chú ý nhé! Mỗi sắc màu quê hương ta đều gợi lên những gì thân thương và bình dị. Bài thơ Sắc màu em yêu nói lên tình yêu của bạn nhỏ đối với màu sắc quê hương. Bạn nhỏ yêu những sắc màu nào? Tại sao bạn lại yêu những màu sắc đó? Hãy cùng nhau đi tìm hiểu qua bài đọc sau đây của chị nhé! Sắc màu em yêu. Em yêu màu đỏ, như máu con tim, lá cờ tổ quốc, khăn quàng đội viên. Em yêu màu vàng, lúa đồng chín rộ, hoa cúc mùa thu, nắng trời rực rỡ. Em yêu màu trắng, trang giấy tuổi thơ, đóa hoa hồng bạch, mái tóc của bà. Em yêu màu đen, hòn than óng ánh, đôi mắt bé ngoan, màn đêm yên tĩnh. Em yêu màu xanh, đồng bằng rừng núi, biển đầy cá tôm, bầu trời cao vợi. Em yêu màu tím, hoa cà, hoa sim, chiếc khăn của chị, nét mực chữ em. Em yêu màu nâu, áo mẹ sờn bạc, đất đai cần cù, gỗ rừng bát ngát. Trăm nghìn cảnh đẹp dành cho bé ngoan. Em yêu tất cả sắc màu Việt Nam. Các em thấy bài thơ của tác giả Phạm Đình Ân có hay và ý nghĩa không nào? Sau khi nghe chị đọc xong, các bạn nhỏ của chị đã sẵn sàng đi trả lời cho những câu hỏi trong bài chưa nào? Vậy thì bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nhé! Câu hỏi đầu tiên với nội dung như sau. Bạn nhỏ yêu những sắc màu nào? Không biết là sau khi đọc xong bài thơ, các bạn đã trả lời được chưa nhỉ? Hãy chia sẻ qua phần bình luận để chị được biết nha. Còn bây giờ, hãy nhìn lên màn hình và quan sát câu trả lời của chị như sau. Bạn nhỏ được nhắc đến trong bài yêu tất cả sắc màu. Những màu sắc đó là màu đỏ, màu xanh, màu vàng, màu tím, màu trắng, màu nâu và cuối cùng chính là màu đen. Sau đây, chúng ta sẽ tiếp tục với câu hỏi thứ hai. Mỗi màu sắc gợi ra cho em những hình ảnh nào? Với câu hỏi này, các bạn có thể trả lời theo cách sau đây của chị nhé. Mỗi một màu sắc được nhắc đến trong bài thơ Sắc màu em yêu đều gợi ra những hình ảnh quen thuộc về cảnh vật, con người Việt Nam. Màu đỏ giúp ta liên tưởng đến màu máu, màu cờ tổ quốc, màu khăn quàng đội viên. Màu xanh gợi ra màu của đồng bằng, màu của núi rừng, của biển cả và bầu trời. Màu vàng mở ra cả một cánh đồng lúa chín, làm hiện lên màu của hoa cúc mùa thu, màu của nắng. Màu trắng gợi ra màu của trang giấy, của hoa hồng bạch và cả màu tóc của bà. Màu đen, màu của hòn than óng ánh, của đôi mắt em bé, màu của màn đêm yên tĩnh. Màu tím gợi ra màu hoa cà, hoa sim, màu chiếc khăn của chị và nét mực của em. Màu nâu gợi ra hình ảnh về chiếc áo sờn bạc của mẹ, màu của đất đai và màu của gỗ rừng. Trên đây là câu trả lời cho câu hỏi thứ hai trong bài.
Các bạn có trả lời đúng không nhỉ? Hãy cho chị được biết qua phần bình luận nhé. Còn bây giờ, hãy nhìn lên màn hình và theo dõi câu hỏi thứ 3 của chị với nội dung như sau. Bài thơ nói lên điều gì về tình cảm của bạn nhỏ với quê hương, đất nước? Sau khi học xong bài Sắc màu em yêu, các bạn nhỏ của chị đã có hướng trả lời cho mình chưa? Còn sau đây chính là câu trả lời của chị. Các bạn cùng tham khảo nhé! Qua bài thơ, ta có thể dễ dàng nhận ra tình yêu to lớn dành cho quê hương, đất nước của bạn nhỏ được nhắc đến trong bài. Đó là thứ tình cảm vô cùng thiêng liêng, cần được trân trọng và gìn giữ. Vậy là học văn chị Hiên đã cùng với các bạn đi trả lời hết những câu hỏi trong bài tập đọc Sắc màu em yêu rồi đó. Sau đây, chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần cuối cùng của bài học ngày hôm nay. Phần này mang tên Củng cố và dặn dò. Đến với phần củng cố bài học, chị muốn các bạn nhấn mạnh và ghi nhớ những thông tin sau. Đầu tiên, màu sắc mà bạn nhỏ yêu là vô cùng đa dạng và phong phú. Mỗi một sắc màu đó đều gắn liền với những hình ảnh thân thương của đất nước. Qua đây, có thể nói lên tình yêu tha thiết của bạn nhỏ đối với cảnh vật và con người Việt Nam. Thông qua bài đọc, chị cũng muốn nhắn nhủ đến các bạn nhỏ rằng hãy luôn yêu thương và trân trọng đất nước Việt Nam xinh đẹp của chúng ta nhé. Còn bây giờ, chị có một vài nhiệm vụ nho nhỏ muốn các bạn hoàn thành như sau. Khi về nhà, các bạn nhớ học thuộc lòng bài thơ. Sau đó, tập trả lời lại các câu hỏi. Và cuối cùng là chuẩn bị cho bài tiếp theo thật kỹ càng để chúng ta có được một bài học hữu ích nhất nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các em trong bài học tiếp theo của Học Văn Chị Hiên nhé!